sáng ngày 30 tháng 7, tại buổi họp báo chuyên đề về kết quả chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm, ông Đàm Thanh Thế, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đã thông tin ban đầu về vụ việc Asanzo. Tại cuộc họp, nội dung được cơ quan báo chí tập trung hỏi nhiều đều liên quan đến công ty Asanzo và kết quả điều tra của cơ quan chức năng về doanh nghiệp này. Trả lời báo chí, ông Đàm Thanh Thế cho rằng có 3 bộ sẽ tham gia vào việc làm rõ hành vi đúng sai của Asanzo. Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế, rồi Bộ Khoa Công nghệ đang tập trung phối hợp để xác định làm rõ những cái hành vi đúng sai của cái doanh nghiệp này. Thế và sau 30 tháng 4, tức là hôm nay, các lực lượng chức năng đang tập hợp và kết quả chúng tôi sẽ thông báo cho các cơ quan truyền thông với tinh thần chúng ta phải làm nghiêm túc, quyết liệt, một cách khách quan toàn diện để chúng ta nếu có hành vi vi phạm thì phải xử lý nghiêm, bảo vệ thương hiệu của Việt Nam, bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng. Đấy, tôi nói quan điểm là như vậy. Và bây giờ đang được chỉ đạo tiến hành rất quyết liệt. Cũng trong buổi họp báo này, ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương cho biết, Bộ đã hoàn tất dự thảo văn bản quy định tiêu chí xác định thế nào là hàng made in Việt Nam tiêu thụ ở nội địa. Dự thảo này sẽ được công bố và lấy ý kiến rộng rãi trong tháng 8 này. Thủ tướng Chính phủ cũng đã có ý kiến chỉ đạo, nên Văn phòng Ban Chỉ đạo đã có công văn yêu cầu cơ quan thường trực của 63 tỉnh thành tập trung rà soát, đánh giá cùng với Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia.